Xin chào quý khách, ngày hôm nay Tiến sẽ tổ chức một cái mini game nhỏ dành tặng cho quý khách hàng đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Tiến. Thì như đợt trước, Tiến đã tổ chức một cái mini game là khi kênh đạt 200 lượt đăng ký, Tiến đã tổ chức một cái mini game tặng cho quý khách hàng một cái dù của Ford. Thì ngày hôm nay, kênh của Tiến đã đạt được 300 lượt đăng ký rồi. Thì Tiến sẽ dành tặng cho quý khách hàng một chiếc áo thun của Ford. Đây là chiếc áo thun của Tiến đang mặc và đây là chiếc áo thun dành tặng cho quý khách hàng ngày hôm nay. Đây chính là chiếc áo thun của bên Ford Bình Thuận. Tiến sẽ dành tặng chiếc áo thun này cho quý khách hàng tham gia chơi cái trò chơi mini game ngày hôm nay như sau. Đó chính là quý khách hàng hãy comment hai con số bất kỳ ở phía dưới một bình luận của video này. Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết của Đài Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều nay ngày 15 tháng 5 thì chúng ta sẽ dựa vào hai số cuối cùng của giải đặc biệt. Hai số cuối này, quý khách hàng nào có dự đoán gần đúng và chính xác và sớm nhất thì sẽ giành được một chiếc áo thun của Ford. Tiến xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các quý khách hàng và các bạn đã luôn ủng hộ theo dõi kênh video của Tiến. Thì sau video này, Tiến sẽ ra thêm nhiều video hay hơn nữa về cái dòng xe Ford và những cái tính năng và những cái review về xe dành cho quý khách. Và sẽ luôn tổ chức những cái cuộc chơi, những cái mini game dành tặng cho quý khách hàng tham dự để luôn có những cái phần quà ý nghĩa nhất dành tặng cho quý khách. Thì quý khách hàng hãy nhanh chóng comment hai con số bất kỳ vào dưới một bình luận của video này để nhanh chóng sở hữu và may mắn sở hữu một chiếc áo thun Ford. Xin cảm ơn quý khách hàng rất là nhiều.